Đi chợ đêm Đà Lạt tối hôm nay đi mua áo khoác. Sao? Được cái nào vậy? Cái màu xám hay là cái màu là cái này. màu kia nhìn nó sang hơn. Này à. Ừ đúng rồi, sang hơn. Alo 200 em, mà. 200. Chưa có đợi trả giá hay gì hết. Chắc 120, 150 được rồi. Hay là màu này. Quan trọng không, cái màu xám kia nó đẹp hơn. Xám cho đẹp hơn á. Cái đó 200 cho. Trăm rưỡi được không chị ơi? Dù hả? Bảo hành bao lâu chị? The dog face. The dog face. Bán thật lâu luôn. Bán cái hàng này là mặt là nó là mát. Rồi. Nhìn thấy nó đúng rồi. Màu xám đẹp hơn. Giờ là 8 giờ rưỡi tối các bạn ha, ngay khu vực chợ Đà Lạt, chợ đêm Đà Lạt. Các bạn thấy nè, TTC Hotel nha, Premium Ngọc Lan. Ở đây có chỗ gửi xe, giữ xe máy bên trong, có giá là 10.000 đồng các bạn nha. 10.000 đồng các bạn lưu ý. Bây giờ các bạn xem nè, bữa nay là coi như là mùng 13 hả. Mùng 13 chợ đêm Đà Lạt vẫn đông cực kỳ nha các bạn. Vui á. Có lẽ là người Sài Gòn chạy lên Đà Lạt trốn nóng. Ở Sài Gòn hiện tại nóng quá là nóng mà. Chút xíu không khí của khu vực này cho các bạn xem. Đó. Bữa nay là mùng 13. Đông vui ghê không? Xem có cái gì lạ lạ ghi hình các bạn xem. Đông nghẹt nha. Ồ bữa nay nó đông hơn bữa nữa trời. Bữa nay nó đông hơn bữa luôn á. Thấy đây dắt hơn bữa mà. Thấy thúc kia kìa, quá trời vậy. Ghé qua đây ấy. Nè nè. Ê, qua đường. Xôi miền Tây. Chúc hai xin que. Nè. Quá trời đông. Các bạn xa xa nè đó. Không to hơn. Biển người không? Nè. Vẫn là sữa đậu nành. Bánh ướt lòng gà. Dâu tây, kem bơ, dâu lắc. Bánh tráng nướng. Đây nhìn bún heo. Cơm nè, lẩu gà, miếng bò. Nghe bún riêu không? Lẩu gà lá é. Đà Lạt là lẩu gà lá é. Lẩu gà lá é mình ăn ngon nhất nằm trên đường Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn. Đã từng ăn gà lẩu gà lá é tao ngộ ở Đà Lạt và mình không có mê lâu lắm rồi. Thấy là mùng 13 rồi, ở Việt Nam, ở Đà Lạt vẫn ăn Tết các bạn ha. Chắc ăn Tết hết tan diện quá. Đông quá trời đông luôn, con dốc đằng kia kìa. Đông khiếp luôn. Dốc đó dẫn lên chợ Âm Thủ á. Ừ. Đông quá trời đông. Sandals, Flora. Ban quản lý chợ Đà Lạt trân trọng thông báo đến toàn bộ sinh viên kinh doanh tại đường Minh Khai thông báo về việc yêu cầu đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, trật tự đô thị an toàn giao thông và an ninh trật tự liên quan tại đường Minh Khai. Ban quản lý chợ đêm Đà Lạt kính gửi công nhân kinh doanh tại đường Minh Khai và khu vực chợ đêm Đà Lạt để đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, trật tự đô thị an toàn giao thông và an ninh trật tự. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gánh chết rồi hả? Gánh mình quá rồi hả? Áo phao bữa nay mới thấy có quà 200k. Ủa vậy hả? Hồi đó giờ đâu có thấy bánh tráng trộn đâu. Ừ, 200k, 200k, 200.000. Áo phao 200.000 thôi. Ồ, cũng được quá hả? Để cái áo này 200.000 cũng được quá hả? Biết cái giày không nữa. Cái áo giờ đâu mua đúng cỡ. 200.000 thì cũng được. Cô này cô đi ra cô không để ý. Cũng vô cái đầu. Có chừng có biết tiền nha. Ờ. 130.000 đồng, 250.000 đồng hai cái. Cái màu này thanh nhã quá chứ hả? Mà mình đang coi ban đêm. Ờ. Nó khác với ban ngày. Dạ, nhìn thấy cũng thanh nhã lắm. Đây Artiso. Hơi nhỏ. Một trăm năm mươi ngàn đồng một cái áo. Nhớ qua đó qua. Này nó có màu xanh xanh vàng vàng. 150 luôn hả? À biết đâu, chắc cũng 150 đó. Mà không biết giờ vô nữa. Bà chủ đi ngủ hả? Vui vậy. Bà chủ qua đi ngủ. 150.000 đồng một áo. Cứ mua áo gió lên lên Đà Lạt. Áo ấm lên lên Đà Lạt. Mua cái hai cái, cái hai cái mua xong rồi không có xài. Không bao giờ có, không bao giờ mặc luôn. Mang về Sài Gòn làm sao mà xài. Áo len nè, áo khoác nè, vớ nè. Vớ mua lần 10 đôi. Mua thôi mất dâu là 10.000. Đi ngắm cho vui. Ok. Rồi, tiếp tục đi các bạn ha. Với mức giá 50, 100, 200, kể cả 35.000 đồng. Quá trời không. Để xem một lát nữa có mua gì không ha. Khu vực chợ đêm Đà Lạt này mình đi khá nhiều lần. Lần nào cũng vậy, nghĩ là sẽ không mua gì. Cuối cùng cũng mua một hai cái mang về. Có cái là mua về xong rồi tới giờ vẫn chưa mặc. Đây một số nón ha. Mình thấy là ở đây mua những cái loại áo ấm, áo len đồ đó, thấy được đó. Đợt trước mình mua được một cái áo thun gọi là dày các bạn, màu đen á, mặc rất ấm nha và tới bây giờ vẫn còn thấy là nó tốt á. Nói chung là phải đi lựa hàng. Vớ ba đôi 20, còn này là những cái bóp tiền. Rồi túi xách. Một số đây, những cái váy quần 35.000 đồng, 35.000 đồng, 100.000 đồng cho áo khoác. Ở đây ghi là 35.000 đồng. Xin đừng trả giá. Rẻ lắm rồi, 35.000 đồng thôi cho cái áo khoác. Cách tay cũng đến đây các bạn ha. Đó. 120.000 đồng cho những cái váy này. Rất là dài. Đây các bạn xem nha. Nói chung là không biết có mua không, chứ mà đi khu vực chợ đêm Đà Lạt này lần nào đi cũng thấy nó vui vui các bạn. Có cái gì đó để ngắm, để nhìn. Mà Đà Lạt buổi tối thì chủ yếu cũng vậy thôi. Ra khu vực chợ đêm Đà Lạt, bờ hồ Xuân Hương thì nó hơi buồn chút xíu. Đây những cái áo khoác này có giá là 70.000 đồng thôi các bạn đó, dễ mua ha.
theo em là mình tận hưởng cảm giác đông người á. Ừ. Cơ bản thì con người ở đâu cũng vậy thôi. Nói chung là đó là một xã hội. Áo phao 200k 200 ngàn. Và nói về chợ đêm thì tự nhiên mình nhớ về chợ đêm luôn Pha Băng các bạn. Cố đô luôn Pha Băng nha, rất đẹp. Rất rất nhiều những gọi là những cái sản phẩm, những nghệ thuật. Rồi mình nhớ về chợ đêm ở Thái Lan, đông vui, rất rất nhiều món ăn. Còn chợ đêm ở Malaysia hay là khu vực Singapore thì mình chẳng nhớ chút xíu nào. Mình em có nhớ chợ đêm Malaysia không? Không có nhớ luôn ha. À, ngay thủ đô Kuala Lumpur chẳng có gì ấn tượng. Thực sự mà nói Đông Nam Á các bạn, mình thấy chợ đêm ở Thái Lan là vui. Đi từ gọi là thủ đô Bangkok đến những cái thành phố nhỏ hoặc là vùng quê, chỗ nào cũng đông vui hết. Quá trời đồ ăn luôn, đúng là người Thái. Gọi là đầu tiên là họ cho chính bản thân họ, chứ không phải là họ làm du lịch đơn thuần đâu. Mình nói chính bởi vì họ phục vụ cho chính họ, do đó có thêm cái dòng chảy, là dòng chảy của du lịch nó áp vào. Đó, đó mới là thành công. Ở đây áo khoác 100 ngàn. Cái yếu tố mình vừa nói á, đó chính là cái chìa khóa quan trọng nhất của chợ đêm Thái Lan. Ở đây áo khoác này có giá 60 ngàn đồng thôi bằng da các bạn. Trời ơi, có 60 ngàn đồng thôi nha. Dù sao thì chợ đêm Đà Lạt cũng có một cái bản sắc, đó chính là áo len, áo khoác, áo da, giá rẻ. Tha hồ đi ngắm, tha hồ đi lựa. Đây, Đại Gia Minh chuẩn bị mua một áo khoác, đã nói là đến Đà Lạt không mua nữa, đến chợ đêm Đà Lạt không mua nữa, diễn xỏ vô người. Chuẩn bị bà chủ bán được một cái, nhìn cũng đẹp các bạn ha. Đây là màu xám cho, màu này cũng khá là sang. Cái này có thể mặc để chống nắng, chuẩn bị cho những chuyến đi nước ngoài sẽ có cái nắng chói chang, nắng vỡ mặt, nắng cháy da, nắng đen cái mặt luôn. À, vẫn đang lựa nha, để xem có cái nào nó đẹp hơn không rồi mua. Đây, cuối cùng mua một cái áo 200 giảm 20 ngàn đồng, còn 180. Cái màu xám cho này nhìn nó đẹp. Nó mượt không vậy? Mịn à, mịn mượt á. Nhưng mà sao thấy nó nhỏ vậy? Em đang mặc ba. Ờ, hàng gì đúng rồi. Mà cái áo bên trong màu đen kia hồi xưa cũng mua Đà Lạt đúng không? Không. Ở đâu mua? Không phải. Ok. Cái của thằng... Vậy cái này là 180. Nhưng thấy nó mịn đúng không? Mịn. Mịn. Thì nắng thôi chứ nó không ấm đâu. Không, cũng vậy. Nhưng mà đỡ, không phải là nóng. Cái này chắc nhiệt độ 25, 28 độ ok. Chứ còn 14 độ, 10 độ là nó lạnh đó. Dạ. Mình còn nhớ là mình mua một cái áo khoác rất là ấm, mà có giá là mấy trăm đô, quên bà đó rồi. Tính ra là gần 4.8 á. Ờ quên nữa. Mua Thái sau đó đi Trung Quốc. Dạ. Ở đây coi như là đủ hàng giá luôn. 50, 60, 100, 200 đều có các bạn ha. Yeah. Đó, quá trời không. Cái chợ này gọi là chợ đêm Đà Lạt, nhưng mà khu này gọi là khu gì ta? Khu bán quần áo len, quần áo gió. Chợ hải sản. Chợ hải sản. Phía sau á. Thôi, mua xong cái áo chúng ta tiếp tục đi ha. Qua tới khu vực này bán một số loại dép cũng khá là dễ thương. Và tới đây cũng là một số áo khoác 100, 130. Quần jean nam. Ok, quần jean nam có giá 150, 190, nữ 160. Thực sự về mảng quần jean thì mình mặc khoảng độ
trong giá khoảng độ 600 tới 1 triệu đồng các bạn. Gần đây thì mình thích cái loại quần jean của Uniqlo. Và đây là một số loại dép nhìn rất là dễ thương cho mấy đứa bé và kể cả cho người lớn. Cái này chủ yếu đi trong nhà đó. Màu sắc nó bắt mắt, thanh nhã và nó dễ thương nữa ha. Cái đôi nhỏ nhỏ như thế này nè có giá khoảng độ 101-103 nha, tùy đôi các bạn ha. Đó, cho mấy đứa bé khoảng độ 3-4 tuổi. Và kể cả có những đôi dành cho những bé khoảng độ 20 tuổi, 30 tuổi cũng mua được luôn. Ở đây mình nói là các bạn, các anh chị có tính cách gọi là yêu thương con nít á, có thể là thích những loại giày, những dép như thế này. Đó. Những cái loại như thế này có giá khoảng độ 160-180 nha, tùy đôi các bạn ha. Nhìn đẹp chứ bộ. Và cái điều quan trọng là những cái đôi dép thế này ở phía sau nó ghi là Made in China, sản xuất từ Trung Quốc. Và đây chúng ta cầm lên một đôi, đôi này có giá là 180.000 đồng các bạn ha. Cái này mình chưa trả giá, họ nói là 180 đó. Đó, ngoài sau ghi là Made in China. Buôn bán cũng dễ thương lắm. Nói chung là hỏi là trả giá, họ nói giá thôi. Rồi, tiếp tục đi. Mình đi khu vực chợ đêm này bao nhiêu năm mình thấy là tốt nhất vẫn là mua các loại áo khoác các bạn, áo gió rồi đó. Ở đây có bán đồ bộ nữa nè, có giá là 140. Đồ bộ đùi 100, dài 140. Mấy cái này thì rất là thường ha. Như vậy là chúng ta đã đi được khoảng độ hết một vòng của khu vực chợ đêm ngay tại cái khu vực bán áo len, áo khoác, áo gió đó các bạn. Đó, xoay một cái vòng tròn nha. Ra lại ngay mặt tiền chính của chợ Đà Lạt phía trước. Ở đây có con chó dễ thương lắm. Chỗ này có tên là WhatsApp. WhatsApp. Để nguyên con chó phía trước. Ai đi qua cũng giờ giờ nó cái. Xả hàng 50k rồi, chúng ta cùng nhìn lại trước khi chúng ta tiếp tục đi. Khu vực này buổi tối cũng có bán trái cây nè, chuối nè, rồi bơ nè, mứt dâu nè. Ở đây có xúc xích nướng trên sỏi. Cái món ăn này hiện tại đang rất phổ biến ở Sài Gòn và có nguồn gốc từ tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Bên Vân Nam Trung Quốc ăn món này rất nhiều. Mình thấy Sài Gòn họ ghi vậy đó, họ ghi là xúc xích Trung Quốc. Mà nói thật với các bạn nha, ăn cũng được thôi à, không có thèm gì đâu. Đợt mình ở Vân Nam Trung Quốc 26 ngày là mình ăn được mấy lần. Nó có thêm một cái trend
là cái phần trà sữa gọi là hoa hồng á, nói chung bỏ hoa ở trong uống rất bình thường các bạn. Và từ ra mấy cái trend thì khoảng thời gian sau xuống liền gì, khoai lang nướng, bắp nướng, khô mực, sữa, đậu nành, kem bơ. Đà Lạt tháng 2 ha, mà cái lạnh cũng vừa phải thôi các bạn. Buổi tối đó, chúng ta ra lại mặt tiền chính của chợ Đà Lạt nha. Con dốc lúc nào cũng đông. Rồi đi lên. Con dốc này lúc nào cũng đông. Đông nghẹt. Uốn ỉn uốn ỉn. Việt Nam chúng ta đẹp lắm.